chào các bạn. Hôm nay ta lại thêm một tí về cái kết cấu của cái việc cốt. Thực ra cái việc cốt thì kết cấu không có gì, chỉ có vẽ một cái đế, cái thứ cốt thép là cái lắp tăng ga. Thì bây giờ ta tiến hành bắt đầu. Đây, cái này thì đã mở sẵn rồi. Tại vì hôm trước ta vẽ đến như thế này rồi. Đây ta vẽ thêm cái đế về, cái tấm thép và cái tấm đan về. Trước hết ta vẽ cái đế về. Đế về là rộng là 3 mét, nhưng dưới lại 2 mét, 1,82 mét. Rồi một ra ESC. Là gì? Phẩy. Hai nghìn. M. M là cái điều khiển lên số điện. Lệnh mu M. Những cái đáy bể thì đây là cái mặt bằng của nó, thì là cái thép của tầng oxy như thế này, cái thanh thép là dùng hai dùng hai lớp một lưới thép lớp trên lớp dưới thì 8, đan là 15 x 15. Mình sẽ vẽ mặt bằng của cái thép như sau. Kia là 100, kéo sang đây 100. Đây là thanh thép mà khi mà làm cái bể này ta làm hai chiều thép đều là chữ U và U vào nhau. Ta vẽ như thế thì ta chuyển nó ra để nên nó còn nó bảo vệ M bằng chuyển em mà xử lý này như vậy, cái này thì tương đối này. Thì cái lớp dưới còn cái lớp trên, ở đây là lớp trên lớp dưới thì ta dùng này thì MI qua đây thì ta vẽ một cách trở thành một thanh khác. Đấy, ta có một cái thanh nữa, thì một thanh mặt tay một cái ngựa lên một thanh xuống. Thanh ngựa nó di chuyển lên sát sát luôn. Sát sát được việc. Để hé ra phần nước đỏ như này. Ta cho cái thanh này cho màu đỏ. Màu đỏ, thanh diễn, đỏ diễn, thanh diễn. Đấy, cái nhìn, bạn cứ nhìn cái chuột thôi. Và mình chiều cái này cũng vậy. P là lệnh không đi lại này. Kéo sang đây 100, cứ là 100, 100, 100. Kéo sang đây cũng cách một khoảng nhất định sau ta di chuyển vào đây 100. Em là để di chuyển nữa, nó toàn là ai bảo vệ an ninh. Kích từ từ lại người kích vào đây tạo trục. Ok, đây là lâu nhất, nếu mà yết thì nó sẽ mất hẳn thanh này, mà lâu cứ để nguyên enter thì nó vẫn còn cả hai thanh. Em kéo gần gần giống như vậy. Cái này ta cho nó màu đỏ rồi, màu đỏ. Còn hiện nay là cái bay lên người ta để ra là cái màu nét thấy, nét thấy thì khi cứ vẽ là nó chuyển định là đúng cái màu này. Nhưng mà muốn đổi thì như họ lấy được đổi như vậy. Thế cái này thì ta chưa ghi rồi. Thế là ta cứ vẽ mặt cắt. Mặt cắt
cắt cho mẹ. Để linh chi. Tôi có thể vẽ ngay tại cái chỗ hoàng hai mặt này. Thế là tôi làm gì mà viết ạ? R-E-C. Ba nghìn. Nó phải ra. Phải. Một phương nghiêm. Anh ra. Phương nghiêm. Em ạ. Em ạ. Em ạ. Đúng cách kéo lên. Thì đây chính là cái mặt cắt của nó. Cắt của nó hay là cái thép hình như kia nó có u, hình sẽ u nó úp lên nhau, nó cũng giống như cái này nó úp lại. Em ạ. Xin lỗi. O. Lưu cách. Tôi cho là đây nó vẽ tương đối như vẽ không phải là cứ đúng kích thước là bao nhiêu phải được ghi với nhau. Ở đây cho là 40 thì sau nhiều nước kép mà nhiều dài ta để trong 40 cái như chỉ nhớ theo tổng. Còn đúng hai cái bên thanh kép này nó úp vào nhau, nó chụp lên ra là chúng ta vẽ thì được thế. Bây giờ là chúng ta phải vẽ thêm một cái nữa mà chúng ta có thể học những cái kiến thức này. Tức là hiện nay trên cái bảng này chúng ta nó không có cái lệnh đó, nên là mọi người tắt lên cái đó. Chúng ta xem nhé. Tức là tôi vẽ một cái đường tròn đặc. Đường tròn đặc bằng phương pháp vẽ hai đường tròn vành khuyên ôm nhau. Thì cách vẽ như thế nào? Ta dùng lệnh D, O. Tôi nhìn trên màn hình nhé. Đây, cách. Đây, O, đúng cách. D, O. Enter. Như vậy là thể hiện thấy 0.5 thì cái đường tròn đặc nó không đặc mà nó lại đường tròn rỗng cao như của bằng 0. Enter. Giờ 1 thì thấy quá, thì là cái đường kính cánh thép này nó là 8, nhưng mà ta cứ cho nó lên khổ 12, nó to cái vẽ không đúng tỷ lệ hoàn toàn một vẽ. Thì cho nó đường kính của trong này là 15. Enter. Đấy, đây là ta có một hình tròn. Hình tròn của thanh thép. Đây, ta đặt nó ai thì phải 15 rồi. Đấy to. Ta bé hơn này, lại chỉ này, là 12. Lại lại, lại lại. D-O. Enter. Không rồi. Enter. Ta đã ghi 10. 12. Enter. Đấy. Đây ta được cái vòng tròn có đường kính 12. Cái thanh này là thành cái chiều ngắn thì là thép nó sẽ ở dưới, ở trên ở dưới. À, chiều dài, thanh thép chiều dài nó nằm dọc ở trong. Thế là được đường này tích rồi. Thanh dưới tích rồi. Đấy. Rồi, và học thêm cái lệnh. Tức là lệnh ray ra đây, hiện nay là nó là cái này vì nó có chữ tâm nhiều cái chấm đen này thật tích của tôi giữ đây. Thì nó có ba cái hình, ba cái kiểu. Thì ta dùng cái kiểu hình vuông nhưng mà thực tế tôi đã đưa nó ra đây rồi. Giờ kết quả này đấy, ra đây đấy. Đấy. Rồi, cái này một. Này hai. Đấy. Khi ta kích vào thì ta ấn dấu cách. Kích xong là ấn dấu cách. Dấu cách dạng hình. Đây, cái hình như thế này. Thực ra là vẽ là nếu như AutoCAD 2007 nó không như thế này. Cái này 2019 thì trước này nó có cái tiện lợi cái kia rất nhiều.
Thế khi ra để làm thế nào để ta vẽ tiếp được? Tiếp. Làm cái này. Kích vào đây. Đúng. Ấn liên tục chứ. Hai cái này. Đấy, ta ra cái bảng. Bảng này ta thấy cái này thực ra cột nó chịu đứng ấy. Là cột. Đây là bốn cột. Bốn cột nhưng mà tại nay chúng ta chỉ cần có một cột thôi. Và cột thì không cần, mà ta cần quan trọng nhất là cái điểm này. Cái cột nó cách nhau bao nhiêu? À, cột này là ta làm I8A150 thì ta ghi được 150. Đấy. Còn cái hàng này, hàng không có 3 mà hàng chỉ có 1 thôi, một hàng thôi. Đấy, cho nên là ta chỉ nhận hai thông số này. Thực ra nó 4 hay không kể, kể nói cái cột ghi 4 thì không kể, cái quan trọng nhất là cái khoảng cách này, ta định ghi đúng rồi. Sau cái này ta sẽ thấy nó rất hay. Sau sau đấy, sau thứ cách, hẹn từ. Đây, hiện nay ta thấy hai cái này nhưng mà thực tế nó vẫn là một hàng. Vì ta thích cả hai, thế thì ta làm thế nào để cho nó bố trí, nó chạy hết cả cái chiều dài. Rất đơn giản, ta tích vào đây, kéo. À, tích là giờ sau ta kéo. Đấy. Đấy. Thế là nó đầy đủ. Tích xong. Đấy là thành thép và 15 phân một cái. Rất dễ dàng. Đấy. Thế là xong là cái thép nha. Bây giờ ta vẽ kích thước và đi những cái đi chú kích thước ta ghi cái này nhé. Thì kích thước ta lại tôi đặt cái chế độ đi a p enter tích vào đây lock ok ở đây một đúng cách. Kích ở đây kéo ra cái chân dìm ta để sẵn 400 rồi. Kích ở đây kéo ra 1. À, hiện nay chúng ta mới để ý tại sao mình vẽ ta vẽ 300 vẽ 3000 với lại 2000 tại sao thì nó này còn có 50% một nửa. Bởi vì xin lỗi là ta để nhầm này. Đây là ta nhìn vào đây. Cái này tôi đặt các chế độ tỷ lệ hiện nay là đang để tỷ lệ 1/50, cho nên nó lại ngắn lại, nó to ra mà nó to so với tỷ lệ chứ thực tế là cái này so với tỷ lệ là nó khác. Cái 100 nó nhỏ, cái này 50 to hơn, cho nên đây là tỷ lệ này ta phải tích xuống cái này, tích xuống tỷ lệ 1:1 thì nó mới đúng là tỷ lệ 1/100 lên khoảng 50. Bây giờ ta như vậy cái này là nhầm rồi, đặt rồi, kích rồi, chuyển nó thành 1/1 kích rồi, đấy, cạnh đấy, kích rồi 1/1 và hiện lên là cái 1/1 ta để trên này, phải đo, đấy, thì cạnh cuối cùng nó 3m, 2m rồi, một cái này là những điều này, bây giờ 1/1 chuyển thành 1/1 rồi, em đây. Một em tên từ đây kéo ra em tên từ đây kéo ra 3m. Đây là 150 để 3m. Giờ sẽ ghi chú ra cái chữ nào cái nào được rồi. Ở đây chữ tôi đã đặt tất cả các kiểu chữ đây rồi. Chữ 100, 100, 200, từ cao 100, nó tiêu đương. Đánh lệnh P. Kéo này. Thay số 1. Khi sau, khi này. Khi vào đây này. Đi về. Thành công.
Ừ. Tết. 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 Sáu. À, thì tám. À. Còn đây là tùy nó tụt này à, có cơ hội không? Tức là phương Arian nó chuyển sang phương khác thì để anh đi ăn nhiên đấy nhìn cá à, một năm nay à, một năm nay đấy, để lên những cách thế nào chuyển thành những chữ cách để nội phương đấy, là những cách làm sao. Copy vừa phải copy từ đây đi đó, copy C có phải sửa luôn tại đây. Thanh số 2. Thanh số 2. Đi tám 300 người. Cái lượng cách, cách từ lại lên cũng tròn rồi đấy nhé. Vẽ ra nó có thể vẽ riêng biệt nhưng mà ta vẽ chung rồi. À, để làm cái này giống tròn ta dùng C C M P tích để vào gần giữa số để kéo theo là kích thước nào thì phù hợp thì ta để dừng lại đấy, khoảng 150 một khối như là ok cấp đi CO một là thay cho bình an cái gì mà F8 thân chạm nhiều người thể hiện các thể đường song song trong các bạn sẽ lệ chéo luôn đấy là thay trên và thay nghĩa là t là tuy là thực tế lạnh nó vẫn còn gì có rồi ta cứ kê kích vào đều ta vẽ tiếp này kéo này đúng cách C em từ C em từ đúng tròn vì nãy tôi tròn trên kia lại bằng bao nhiêu ta chỉ cần kích vào đây ta ấn đúng cách là ra đúng cái ngũ tròn to hơn trên kia thôi chứ không phải là nó có bao nhiêu kinh nữa em từ nó ra luôn kéo đây dài ngắn ta cứ kích vào cái đầu thanh này phải kéo đấy đây là chỉ kéo hai cái còn thằng này em mà di chuyển thì sao em là xin lỗi em tức là lệnh nai em phụ
CNTC. Đây. CNTC để nhỏ lại. Đúng. Không to nữa. Nhỏ quá. Nhưng trên này thì nó nhỏ thì là cơ biến này vậy nhỏ có nhìn to hơn. Và bên này to hơn CNT để cho nó tự phòng vào đi. Đây thì mình kính lệnh lần nãy là có thì cũng 2.8 và mình kính 5 trên cái sáng này. Kết vào đây C kết vào đây Enter kết vào đây Enter. Người ta có thể gạch chéo, tôi để tôi đánh tròn kiện đây chữ xoắn. Những cái xóa ấn là hoặc là ấn delete thì hoặc là ấn e kèm với ngắn vào trong cái này. Như vậy xong đi thanh số 1, thanh số 2 đây là cái đơn vị vì chúng ta phải vẽ ra thì ghi tất cả là 150 thì nó gộp, nhưng mà khi mà ta thống kê phút thép tại nó có hai cái tên thép khác nhau để ta tính thép nó khác nhau nhưng ta vẫn phải đặt riêng tên để khác. Đây là xong thép đi về. Đây là tấm đan này. Tấm đan về mặt bằng tấm đan. Tấm đan hiện nay ta có 4 tấm đan. 4 tấm đan là mỗi như vậy với chiều cao từ rộng 28 4 tấm đan, một tấm là 0.7 mét. RSC 700 700 chiều kia là xin lỗi chứ chiều dài lỗi RSC lỗ cách chấm vào đây chiều dài của nó là 1.8 enter đây là những cái kích thước tấm đan rồi một enter đấy xem là cái chiều này là 700. Các nó lại trở về điều này 800 bằng thép tại vì có thép này thì ta uống thì bị xê tròn xung quanh mất làm gì nữa nó ột tao ta vẽ cái con thép nằm xuống là nó có cái hình móc hình chữ C này. Để đi theo được cái đẹp em cũng như thế là vẽ ra được vào phòng một chút cho nên là kiểu em cứ trước vào bên phải đúng không tỷ lệ như cái này cũng tỷ lệ ôi nào quá đây đang khoảng 10 cân gì thôi 30 35 kéo sâu lên khoảng bao nhiêu 70 tại đây tôi vẽ một cái hình tròn bán một hình tròn tức là vậy vẽ hình tròn xem để xóa được không phá cái lạnh này chim T E hai là anh ta có một cái cánh thép như thế
Cái một chiều dài như thế này không đúng, chúng ta phải co kéo như này em này. Ta di chuyển. Di chuyển cả thân thể, không được chạm vào thanh hoạt. Em mà di chuyển đi xoay một chút, để sau kéo cân nữa. Ta co vào. Em là người yêu đối xử, người yêu đối xử, ok. Đây được thì theo thép này đi ra, hiện nay nó có hai ba thanh người dài, thanh này là tròn, cái móc phối kết nó vào. Kết nó vào thành một khối, sau khi điển nó dễ kết vào một khối, một cách này ta học kinh nữa lệnh mới. Đấy, kết vào đây. Ấn định di, di, cần dừng, thì là cả cái thanh này là thành khối, nó di chuyển đâu, nó di chuyển tất. Đấy, cộng mình sẽ kéo lên cái cơn nhỏ. Đấy, di chuyển tất. Bây giờ là, lệnh được thanh này là dọc, thanh ngang, thì ta lấy thanh này ta quanh. Quay thì mình RO là ta học rồi. Kích vào đây. Để ta làm chỗ copy này. Đi ra một thanh này. Còn một thanh sau đó rồi được quay thì nó quay tắt. RO. Đấy, đây là đặt hình hình. Ta lấy 90, tức là 90 độ. Đấy, kiểu này. Và đưa cái thanh này đi. Em đưa thấy đây, đấy, nó cũng còn một tí nữa bảo vệ này. Đầu này ra cái này làm nhỉ, ta dùng lệnh S cái hệ kéo, đây S, kéo đây, kéo bên này ấy. Đừng kéo bên này, kéo bên sau này là không được, okay. Ta phải kéo bên này. Em mà. Đấy. Ta cũng cây để kéo cái này lên ra ta làm cái này để hạ như cầm ta kéo lên luôn nhé. Copy sửa off số 4, mặt một mặt cắt này, mặt cắt
Thương mình. Rồi em xin. Cái đó này. Dùng nhiều dài giờ. Kéo xuống đó là 70 thân đi một phố như vậy, đến nữa 70 thì nó bé quá khó thể hiện vẽ như vậy. Cái này riêng cái mặt cắt này nó sẽ có hai tỷ lệ em ghi lại lên. Hiện nay ta có hạ trong mặt cắt này là có hai cái hai tỷ lệ, một cái gạch đứng tỷ lệ 1/50, cái này là trường dọc này 1/100, hai tỷ lệ sau này ta giống kích thước tôi phải giống khác nhau. Còn cái đây thì này, cái này tôi copy lên em này, copy CR ok, tích vào này kéo lên. Giờ ta lại vẽ cái hình tròn dùng gạch DO, sẽ có vẻ là cũng là học cho nó quen DO. Enter không lên không được, enter. Đấy, cái kia cũng 12, cái này cũng đã 12 rồi, enter luôn thì nó hơi nhỏ. Thì này là cái tỷ lệ ngang ta cho là 150, nó cũng cái hình nhỏ ở bên này. Thì ở hình từ không hình từ này cho là 16 hình từ cái ghép lại to hơn sao vậy anh không không biết được chỉ có thể là quý đấy tôi lại dùng lại gì array ara ara nhìn nó có ara nhiều thì tôi được thích làm cái này đấy. Cái cây đấy đó là thành cái người ta nó hình thành cái này là hình thành gọi là tự động, nhưng mà để tự động này để nó ta chỉnh thì nó phải kích vào đây ta chỉnh giống các cái người ta kích lên kích đúc lên đấy dài vàng giống như lần trước nhắc lại dài học đấy rồi. Bây giờ là cái con thì cứ kệ nó, ta chỉ cần cái kích thước này là khoảng cách là 200, tức khoảng cách từng thanh cốt thép là 200. Còn cái này thì râu này thì chỉ cần một hàng thế là xong đấy, một hàng nó có cái này. Bây giờ ta muốn lấy ta kích đấy đây. Có đấy, à hiện nay tự động nó bốn thanh rồi, bây giờ ta kéo còn bao nhiêu thanh nữa kéo luôn luôn là 200 thanh đi chưa đấy, kéo xuống đây đấy. Nó có thể hơi xê dịch hơi ấy một chút để người hoàn toàn khi mà thế nó không chẵn em ta không di chuyển cái gì kia, di chuyển cái này. Cái tất cả sau này bị kích thước này. Giờ chúng ta mới lưu ý là khi ta ghi kích thước này đây, cái này tỷ lệ 1/100, enter ta vào đây đoan đây thì nó đã đúng 180, nhưng mà cũng tỷ lệ ta đo đây là 140 thôi. 140 không đúng, bởi vì hiện nay ta đang đặt cái dimension là tỷ lệ 1/1. Giờ muốn đo cho đúng này ta kích vào lấy cái tỷ lệ 150 này, 150 như vậy ta đo cho lại 1/1 đo kéo thành 70. Xóa
Đấy, cái tỷ lệ nó hay ở cái đó. Ta nhớ là tỷ lệ như vậy. Cái này rất là một cái mặt cắt này ta vẽ hai tỷ lệ. Và cái tỷ lệ nếu ta vẽ theo chiều kia đấy nó mỏng quá ra ta rất khó thể hiện là thể hiện to ra. Bây giờ những cái này ta lại kéo hai cái copy để nó copy hai ông này. Bây giờ bốn số bốn là cái dài để ta thấy con số bốn này con số ba lệnh đây là con như là chỉ đại diện bản vẽ vé này thì thực ra chúng ta xem vé này cái chữ thì này thì to nhưng mà vẽ to cái này là nhỏ thì là tâm tâm chỉnh nữa thì như cái hạt tâm thể như này là như là thì là cái vấn đề thì này cái này xong về à đây là ép của cái tấm đa cái gì đó vẫn cắt lọc tên cái gì đây là cái gì đây là ta vẽ luôn, mình cắt được lên qua đây, ta lại tích, ra đây ta lại tích, ta lại kéo tiếp đây, ta để xong cái này ta xóa đi, bây giờ là ta tắt luôn này nào. Cái này nó to, cái vị trí này nó rất nhiều. Từ vì này em mà di chuyển ra. Di chuyển ra. Em mà. Vui như thế, vui như thế. Em mà. Di chuyển ra. Rồi, xin kiếm 11 này, dưới này 22. 2. 2. Mỗi người có một kiểu vẽ, rồi vẽ rất là nhanh, thì là phần nhìn mỗi lần. Ta vẽ ra cái này. Em mở kia, ta vẽ cái hình như thế này. Em mở.
lên thì cái gì đó tên cái chữ y mặt đầu tâm nha. Tức là tất cả những cái lệnh này là cơ bản ta đã học qua hết rồi. Những cái nào chưa qua thì từ từ lệnh qua hết rồi ra thì lướt lướt. Thì tôi chỉ nói lướt lướt thế. Ta vừa chú ý quan trọng là nhìn cái tôi di chuyển con chuột để vào và hiểu nhé. Thì đến nơi hôm nay là gọi thêm cái lệnh gì mới. CO thì mấy hết rồi. Thế là học rồi hết rồi, còn có một đồng mỗi cái vẽ cái hình tròn đặc. Hình tròn đặc thì còn cái gì nữa. Thấy cái chữ phi thì ta là ấy. Lưu ý chữ phi này thì ta được dùng trong cái bảng. Đấy, thế là ta kích vào cái chữ hà trên. Là khi mà định làm cái chữ ta đánh tích này, tên. Đấy, kích này. Đấy, khi tích thế thì ta tìm cái chữ đây, chữ A cộng này, ấn lên, ấn xuống ót thừa dưới cùng này. Đấy, ta thấy ở trong này nó có cái bảng rất nhiều cái lựa chọn lên chữ phi này. Đấy, cái chữ phi này. Hình tròn đặc nó nhớ lại nhé. Cái lệnh của nó là đeo, nhớ, đeo rồi. Nhắc lại khi này, nhỏ. Đúng cách là thế. Hiện nay nó đã xuất hiện không không nghìn mà chúng ta muốn hình tròn đặc lẽ hình tròn tôi dạy hình tròn lộn không khuyên hôm trước tôi có nói rồi à đúng rồi cái bài này tôi nói rồi thế nên là sẽ không nhắc lại hình như là tôi không nói ở phần khác tôi chưa tiếp tục nói lại vậy à. They are and không They are and không. 20
center là cái kia phải cho là 60 anh đã đấy còn hai một phòng khuyên những hai cái lệnh này vẽ thêm như tôi có nói qua cái này không à bài riêng à có một cái bài riêng các bạn xem trong cái phần YouTube tốt của tôi thì mình sẽ thấy hoặc là nhìn cái đấy là vẽ thêm cái đấy mẹ à vẽ thêm cái cốt thép cho mẹ vẽ cái cốt thép của mẹ thì nó rất đơn giản thế còn là tới nữa ta sẽ vẽ nhà vẽ một cái nhà ta có thể vẽ một cái nhà cao tầng một tầng hai ba tầng thực ra ta chỉ học một số cái lệnh thì ta vẽ được tất cả còn trường hợp vẽ những cái gì hết sức đặc biệt cao siêu thì nó khó khăn thôi. Thế đấy là hôm nay tức là ngoài cái phần tôi đã cái phần tôi là cũng bảy tôi đã định kết thúc tất cả nhưng mà nghĩ vẽ thêm cái thép này cho nó trọn vẹn cả cái mình nên tôi vẽ sơn vào một cái dầm này. Cho nó thêm cho nó trọn vẹn hôm nay và hôm nay thì ta kết thúc đây. Cảm ơn các bạn. Xin chào và tạm biệt. Để xin khoanh.